Hi, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Laki Lonton. Và hôm nay chúng mình cùng vào store H&M để xem những thiết kế mới của nhãn hàng này nha. Như các bạn thấy ở đây thì ở khu vực trung tâm của store H&M đợt này thì rất là nhiều những cái thiết kế với màu sắc sặc sỡ luôn. Màu hồng, màu xanh, màu vàng, màu cam, màu gì cũng có. Mình thấy cũng không có nhiều kiểu dáng cầu kỳ gì lắm, áo thun với áo sơ mi thôi. Thế nhưng mà chủ yếu là cái màu sắc họ sử dụng ở đây rất là bắt mắt. Ngoài ra thì highlight nhất ở store lần này thì mình thấy là cái khu vực đồ sequin. Như lần trước mình có ghé vào store H&M thì mình đã thấy khá là nhiều những thiết kế đầm váy với những cái chất liệu bằng vải sequin như thế này rồi. Mặc dù là chưa nhiều lắm, lần này đúng là không ngoài dự đoán là họ đã cập nhật lại thêm rất là nhiều những cái mẫu quần áo, giày dép và phụ kiện với những cái chất liệu vải sequin đính đá và lung linh lấp lánh như thế này này. Rất là nhiều luôn đấy các bạn ạ. Như là lần trước là mình cũng đã nói là chắc chắn là họ sẽ còn cập nhật nhiều thêm nữa để phục vụ cho cái dịp cuối năm, lễ hội, tiệc tùng rất là nhiều. Ở đây có rất là nhiều những cái thiết kế với cái chất liệu sequin khác nhau luôn, rất là bắt mắt. Về thiết kế thì có cả áo này, chân váy này, rồi là đầm suông này, sequin to, sequin nhỏ, rồi là đầm áo khoác các kiểu, rất là nhiều luôn ấy. Màu thì có màu hồng này. Mặc cái này thì rất là cháy luôn, siêu cháy luôn đó các bạn ơi, mình nhìn mình rất là mê. Ngoài ra thì còn có một số những thiết kế mẫu đầm dạng vải satin, nhưng mà có phối thêm một số những chi tiết đính đá cũng rất là bắt mắt ở đây nữa. Rất là nhiều, và thêm nữa là phụ kiện cũng không hề kém cạnh luôn. Thì về màu sắc như vừa nãy mình có nói thì có màu hồng này. Ở đây thì có một màu lạ nữa, đó là màu xanh lá mạ này. Và ngoài ra thì có màu ánh bạc này, ánh vàng và màu đen. Thì đều là những cái màu căn bản không thể thiếu được ở trên những cái chất liệu sequin rồi, đúng không các bạn? Có rất là nhiều, có cả form quần dài và chân váy ngắn. Ở đây thì có cả áo lông này với cả sequin được gắn rủ trên áo, kèm theo đó là với một chiếc chân váy có cùng chất liệu luôn. Thì mình nghĩ là mặc tách set hay là mặc cả set cũng đều rất là ok. Chiếc đầm dây suông sequin màu xanh, gọi là xanh tím ở đây thì cũng rất là bắt mắt luôn các bạn. Màu này mặc rất là trắng luôn đấy. Áo hai dây màu hồng ha, rất là nhiều luôn đấy các bạn ơi. Mình chưa bao giờ mình thấy những cái thiết kế mẫu sequin nhiều đến như vậy, rất là nhiều kiểu dáng, rất là dễ ứng dụng vào cái đợt lễ hội này luôn ý. Trời ơi, chiếc đầm vàng này thực sự là nhức nhối luôn, long lanh lấp lánh vô cùng luôn ý, mình rất là mê, mặc vào thì siêu nổi bật luôn. Nếu các bạn không thích sequin thì còn có những cái lựa chọn khác, thí dụ như là vải satin này hoặc là vải bóng như thế này này. Ngoài ra còn có cả vải sợi với một chút tuyến nữa. Rất là nhiều thiết kế khác nhau ha. áo sắt nách với sequin rủ rủ này. Trời ơi, mình phát cuồng luôn ý. Khi mà sắm mấy em này về thì chỉ muốn xét kèo đi party cuối năm này, đi year-end này, rồi là đi bar, đi pub này, đi nghe nhạc các kiểu để được có gì diện đồ lung linh lấp lánh thôi các bạn ạ. Chứ nếu mà mặc bình thường thì cũng khó ứng dụng ha. Ngoài ra khu vực bên này thì cũng có những cái, cũng có thêm một số những cái thiết kế sequin này. Nhưng mà nó có vẻ không hoành tráng được bằng với cả những cái thiết kế ở khu vực bên kia. Ở đây thì có vẻ tiết chế hơn, tinh giảm hơn. Và có thêm một số những cái mẫu áo khoác da này nữa, kết hợp với cả lông. Ở đây thì có một cái áo măng tô da, nhìn khá là ngốt các bạn ạ. Cái mùa này thì đi đến đâu cũng thấy thời trang mát mẻ và thời trang ấm áp lẫn lộn. Ở đây thì mới đầu mình thấy có một em áo sắt nách, họa tiết ngựa vằn. Thế nhưng mà em nó còn có thêm cả một cái chiếc chân váy cùng chất liệu nữa. Mặc nguyên một set thì cũng rất là đỉnh ấy. Phụ kiện giày dép cũng có cập nhật một số những cái mẫu cao gót này, để cho mình có thể phối được với những cái bộ cánh cuối năm. Với những cái item váy ngắn và chân váy ngắn thì mình phối với những chiếc bốt cao gót như thế này thì nhìn rất là cool luôn. Qua khu vực này có màu tím mộng mơ dịu dàng hơn các bạn ạ. Dành cho các chị em nào thích style nhu mì. Có vẻ là nó không hợp với mình cho lắm. Len lỏi ở đây thì có một chiếc áo 2 dây cũng hơi có kim tuyến một tí, dễ thương. Ở đây là có một xào đồ đầm body. Mình thấy đầm body mà có cái đường may nhún nhún như thế này ở giữa, nhìn nó rất là basic thôi nhưng mà mình thấy mặc lên khá là tôn dáng, khá là đẹp đấy. Khu vực phía trong của store H&M thì họ trưng bày những cái đồ thun các bạn ạ. Áo thun này hoặc là hoodie hoặc là sweater và một số những cái áo khoác nữa. Ở đây thì mình thấy có một cái áo khoác bằng bông với họa tiết vằn vện màu xanh dương khá là lạ mắt. Còn đây là một chiếc áo lông cừu. Mình thấy lần này khá là nhiều áo khoác lông các bạn ạ. Có cả lông con beo nữa này, nhìn cưng à. Ủa, chiếc áo này nhìn mình siêu thích luôn ấy. Thế nhưng mà nó khá là nặng các bạn ạ. Mình nghĩ mặc vào thì sẽ rất là giống những cái bạn ở Hàn Quốc ấy. Thế nhưng mà nó rất là nặng luôn. Mình thấy là nếu mà mình mua cái áo này mà để mình mang đi du lịch thì nội cái áo không là đã thấy tốn của mình mấy cân tiền hành lý rồi. Cưng ha, nó rất là cool ha. Mình thấy rất là đẹp luôn ấy. Khu vực bên này thì rất là buồn cười các bạn ạ. Màu sắc thì là tím này, hồng này, cam này phối với nhau. Nhìn cứ như là khu vực quần áo cho em bé vậy đó. Màu sắc như là của búp bê Barbie vậy. Có cả một chiếc áo lông màu tím ngắt nữa này. Và đây mình thấy thì có một số những cái thiết kế áo sợi. Ở đây thì có thêu hoa, còn ở đây là áo sợi màu hồng, sọc đỏ. Cũng khá là nhiều những cái thiết kế áo len sợi ở khu vực này các bạn. Đây này, chiếc áo lông tím ngắt tím ngơ này, nhìn nó nhìn thì vui mắt rồi các bạn ạ, nhưng mà mình thấy là chắc là mình sẽ không mua cái item này đâu. Nhìn màu tím của nó nhức nhối quá đi. Về phần phụ kiện á, thì mình thấy lần này có cập nhật thêm một số những cái phụ kiện màu hồng các bạn, màu hồng baby nhưng mà nó khá là đậm ha. Nhìn dễ thương á. Những ai tầm này chắc chắn sẽ làm ngã quỵ những tâm hồn mong manh của những cô nàng mê màu hồng kẹo ngọt. Cái màu nó rất là ngọt luôn ấy, nó hơi đậm thế nhưng mà cái màu nó rất là cưng. Mình không mê màu hồng nhưng mình nhìn mình cũng thích nữa. Ở bên này cũng có thêm một số những cái phụ kiện khác nữa này. Như các bạn thấy là màu hồng khá là nhiều ha, cả giày, dép, mũ, nón. Đợt này thì họ cũng cập nhật thêm rất là nhiều mũ len với cả khăn choàng. Cái khăn này rất là êm nha, mình rất là thích cái chất liệu của nó. Còn đây là một chiếc mũ bằng lông. Chiếc mũ bằng lông này thì nó có đến mấy màu ấy. Mình nhớ là nó có màu xanh dương và màu tím nữa thì phải. Ở đây có đôi dép đi ở nhà màu tím này. Cưng à. Màu hồng màu tím rất là nhiều luôn. Đó, cái nón này nó có màu xanh dương nữa này. Cái lông của nó rất là êm đi luôn đấy các bạn ạ. Chiếc túi này rất là dễ thương nha. Chiếc túi xách này có chất liệu là kiểu vải, nó mịn mịn như là nhung ấy. Rồi là nó in cái logo Blackpink lên với những cái hạt đá này này. Siêu sáng luôn, rất là xinh. Ở đây thì có thêm một số những cái túi xách kiểu rất là lung linh lấp lánh. Mình rất là thích cái chiếc túi này luôn. Nhìn nó thì có vẻ như là nó hơi già, nhưng mà mình thấy nếu mà phối đồ trẻ trung mà mang với nó cũng rất là ok nha. Còn ở đây thì có hai chiếc túi sequin khác, một phiên bản màu sáng và một phiên bản màu tối. Chiếc nào cũng lung linh lấp lánh hết luôn ấy. Mình thực sự không thể kìm lòng với những cái item mà nó có tính chiếu sáng lấp lánh thế này. Chết mê. Ở đây có thêm mũ len nữa này. Giày bút mình thấy cũng có hai mẫu này là mới này, lần trước mình chưa thấy. Hai mẫu giày bút cột dây. Thế nhưng mà mẫu da lì này thì ở bên trong còn có cả bông, khá là nóng. Chiếc giày này khá là xinh nha, mà mình nghĩ là nó sẽ rất là ấm luôn ấy. Nếu đi đến vùng lạnh thì nó là bãi cháy luôn các bạn ạ. Vừa thời trang mà vừa ấm nữa. Màu bạc cũng không kém phần long trọng nha. Nhìn vậy thôi chứ mình nghĩ là nó cũng khá là dễ phối đồ. Mặc với quần legging là cũng đã rất là ok rồi. Ngoài ra ở đây thì còn có cả một cái kệ phụ kiện bông tai dành cho dịp Noel này, rất là nhiều luôn. Có cả sừng tuần lộc nữa này. Là một chiếc dép mang ở nhà màu hồng. Màu hồng này nhìn cũng thích ha. Mình thấy nó cũng không hề quê chút nào đâu. Rất là dễ thương luôn ý. Ở đây thì mình thấy có chiếc túi để iPad với cả laptop. Mới, màu cam khá là bắt mắt. Đi cùng với nó là một em giày cao gót màu cam luôn. Màu cam neon luôn. Còn rất là nhiều những cái thiết kế khác nữa ở store H&M các bạn ạ. Mình không thể xem hết và quay hết được luôn ấy. Thì ở đây có một cái khu vực là với rất là nhiều những thiết kế với cái tông màu đỏ. Mình nghĩ là phù hợp cho những cái bữa tiệc Giáng sinh này, đơn giản cùng bạn bè. Những cái thiết kế mình thấy thì nó cũng đơn giản thôi, nhưng mà chủ yếu là cái sắc màu đỏ ở đây nó khá là đẹp ấy. Đỏ cam, nó rất là tươi, nó rất là rực, nên là mình thấy nó không bị già đâu, nó khá là trẻ. Ngoài ra thì về thiết kế nó cũng có khá nhiều, ví dụ như là sweater này, áo thun crop top này, rồi là áo sơ mi, áo dây cũng có nữa. Khá là nhiều kiểu dáng cho mình lựa chọn. Ở đây thì còn có thêm một series những cái item với những cái họa tiết lang lổ màu trắng đen như thế này này. Thì mình nghĩ là với cái họa tiết này và những cái thiết kế như vậy thì mình thấy nó nhìn nó khá là đứng, khá là già, dành cho các bạn theo đuổi cái phong cách thứ nhất là sexy, thứ hai nữa là chững chạc kiểu quý cô. Khá là nhiều ha, cả đầm này, áo này, chân váy này, rất là nhiều. Ở đây có thêm một cái blazer, nhưng mà điều đặc biệt là nó bằng vải bóng các bạn ạ, màu ghi bóng gì đấy. Ở đây thì có một cái kệ với rất là nhiều những cái áo crop top, áo thun crop top này, rồi là áo sơ mi crop top tay phồng, rồi các kiểu toàn là crop top không thôi. Mấy cái item nhí caro nữa nè. Những chiếc áo caro này thì có kèm theo một cái chân váy nữa. Rất là nhiều áo crop top ở đây. Nói chung là đợt này mình ghé store H&M thì mình chỉ ấn tượng nhất là cái khu vực là những cái thiết kế với cái chất liệu vải sequin, óng ánh, long lanh, lấp lánh, dành cho đêm tiệc. Ngoài ra thì những cái item khác thì nó cũng khá là casual thôi, nó cũng không có gì đặc biệt cả. Thế nhưng mà nếu mà bạn nào đang dục dịch chuẩn bị cho mùa lễ hội cuối năm thì mình nghĩ là nên ghé H&M vào thời điểm này. Thì đồ nó vẫn còn khá là mới và rất là nhiều những item để cho mình có thể lựa chọn ấy. Và ok, mình xin kết thúc cái clip này ở đây nha. Hy vọng đã đem lại nhiều thông tin bổ ích cho các bạn. Hãy like, share và subscribe kênh Laki Lonton để cùng mình đi đến những địa điểm khác thú vị hơn nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye!